Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hồ Ngọc Thảo My, học sinh lớp 11B8. Rất vinh dự khi được tham gia và cũng như lọt vào vòng chung kết cuộc thi Thanh Bình Got Talent. Và mỗi lượt like và share của các bạn sẽ giúp mình chiến thắng trong cuộc thi. Mong các bạn hãy bình chọn cho mình số báo danh là 28.